có chuyên môn về dùng các chị. Cho nên những cái gì mà nó liên quan đến dùng thì thấy tình, nhưng mà nói về dinh dưỡng để hỗ trợ cho bệnh tật thì thấy không tin các chị. Bởi vì thời điểm đó thì thấy là người có vấn đề về sức khỏe đó là bị son thì các chị, bị đau tử là các chị, chỉ có hai căn bệnh đơn giản thôi. Nhưng mà theo các chị thì hai căn bệnh này các chị sẽ chữa bằng cái gì ạ? Bằng thuốc cơ mà. Thái cũng là người tin thuốc mà các chị. Bởi vì học về trước thì không nên đi ra ngoài thuốc thẳng. Nhưng mà các chị biết là uống thuốc thì Thái cũng là người bệnh nhân mà thường xuyên đến gặp bác sĩ phụ đó các chị. Bởi vì có thể không nhớ Thái đâu, nhưng mà Thái nhớ là vì Thái đi bác sĩ nào thần tờ đó nhớ không? Bởi vì xem người đó chữa có giỏi không để làm sao mình ghé các chị, đúng không? Mà con mình cũng vậy đúng không? Tức là xem coi người đó có giỏi không để làm sao mình có bệnh giống vậy mình ghé gặp bác sĩ đó. Và tuy nhiên sau khi mình uống thuốc nhiều năm không hết các chị, và đã bắt đầu đi tìm thuốc đông y thì các thì thuốc đông y ở Cần Thơ cũng có một vài tiệm lớn các chị mà có uy tín đó mà ai cũng sử dụng mà không. Các chị biết là viêm son thì các chị uống thuốc tây không hết, các chị uống thuốc nam không hết, các chị uống thuốc bắc mà uống thuốc bắc các chị biết là tới là dùng cái thuốc thổi các chị, nó có một cái dạng bột gì đó mà nó thổi vô, thấy bộ không nhớ là nó thuốc gì nhỉ? Nhưng mà thổi vô cái là nước mắt nó mũi nó chảy ra chị, nhưng mà cũng không hết các chị. Chào cho tất cả mọi người cơ để có thể trở thành bác sĩ của chính mình. Thái xin rất là cảm ơn. Trước khi đến mọi chuyện Thái làm nhiều thời gian với các chị 13 năm rồi các chị. Thì các chị biết là làm cái nhiều thời gian thì các chị biết mình có môi trường rất là tốt các chị, đó là cái nơi mà có văn hóa luôn các chị. Và nơi để mà có thể cho mình một cái cơ hội làm việc lại các chị. Đó là mình mất đi rất là nhiều thứ, nhưng mà cuộc sống thì thay đổi không nhiều các chị, đó là tuổi trẻ, thời gian và cả những cái công sức của mình vào trong đó các chị. Và Thái cảm thấy là vì môi trường đó có thể cho mình công việc tốt các chị, nhưng lại không mang lại cuộc sống tốt. Tuy nhiên sau đó thì Thái đi ra ngoài đi kinh doanh các chị, đó là mở một cửa hàng điện thoại di động, cũng kinh doanh được 10 năm các chị. Và trong 10 năm kinh doanh này thì Thái may mắn là gặp được cơ hội kinh doanh thông qua một người lãnh đạo, một người em ở trong gia đình đó các chị, đó là lãnh đạo Tôn Nguyễn Thị Mỹ. Thái gửi lời cảm ơn lãnh đạo của mình. Thái là một người có chuyên môn về dược các chị, cho nên những cái gì mà nói liên quan đến dược thì Thái tin, nhưng mà nói về dinh dưỡng để hỗ trợ cho bệnh tật thì Thái không tin các chị. Bởi vì thời điểm đó thì Thái cũng là người có vấn đề về sức khỏe, đó là bị viêm son này các chị, bị đau tử này các chị, chỉ có hai căn bệnh đơn giản thôi. Nhưng mà theo các chị thì hai căn bệnh này các chị sẽ chữa bằng cái gì ạ? Bằng thuốc cơ mà. Thái cũng là người tin thuốc mà các chị, bởi vì học về trước chuyên môn cho nên đi ra ngoài thuốc thẳng. Nhưng mà các chị biết là uống thuốc thì Thái cũng là người bệnh nhân mà thường xuyên đến gặp bác sĩ phụ đó các chị. Bởi vì có thể không nhớ Thái đâu, nhưng mà Thái nhớ tại vì Thái đi bác sĩ nào thần tờ đó nhớ không? Bởi vì xem người đó chữa có giỏi không để làm sao mình ghé các chị, đúng không? Mà con mình cũng vậy đúng không? Tức là xem coi người đó có giỏi không để làm sao mình có bệnh giống vậy mình ghé gặp bác sĩ đó. Và tuy nhiên sau khi mình uống thuốc nhiều năm không hết các chị, và Thái bắt đầu đi tìm có thuốc đông y. Thì thuốc đông y ở Cần Thơ cũng có một vài tiệm lớn đó các chị mà có uy tín đó mà Thái cũng sử dụng mà không. Các chị biết là viêm son thì các chị uống thuốc tây không hết, các chị uống thuốc nam không hết, các chị uống thuốc bắc mà uống thuốc bắc các chị biết là tới là dùng cái thuốc thổi á các chị, nó có một cái dạng bột gì đó mà nó thổi vô, Thái cũng không nhớ là tên thuốc gì nha, nhưng mà thổi vô cái là nước mắt nó mũi nó chảy ra trên, nhưng mà cũng không hết các chị. Tại sao thuốc lại chữa không hết bệnh các chị? Bởi vì cho thói quen sống của mình không thay đổi. Bây giờ Thái làm trong cái môi trường với các chị, đó là trong đó thì sống ở trong cái môi trường này, đó là trong cái phòng làm việc mà lúc nào nó cũng ở khoảng 17-18 độ C, đây sản xuất nó phải nhiệt độ thấp như vậy đó, thì cái thuốc sản xuất ra mình không, cho nên mình bị viêm son, bị viêm mũi thì các chị vô môi trường lạnh thì các chị nghĩ là có hết được không? Không hết được các chị, nó phải bị hoài giống vậy đó. Cho nên ngày hôm nay các chị nhà nào mà đang sử dụng máy lạnh mà có vấn đề viêm mũi viêm son thì các chị nên đặt nhiệt độ cao tí xíu. Đó là cái kinh nghiệm về sức khỏe của mình đó các chị. Tuy nhiên sau khi đến đây Thái được môi trường bên nhà nó quay bắt đầu nói cho Thái biết đó là dinh dưỡng quan trọng như thế nào. Mà các chị biết là đến dinh dưỡng thì là người tiên Thái cũng tin không? Bởi vì sao? Bởi vì người đã có nhiều năm bị làm dịch bệnh, nhưng mà Thái vẫn cho mình một cái cơ hội đó là dùng thử các chị. Thời gian đầu đến môi trường cho nó quay thì Thái có vài sản phẩm về dinh dưỡng thôi, giống như vitamin C, vitamin E, Daily. Thời điểm đó thì cũng chưa có đầu tiên luôn các chị, chưa có đầu tiên luôn, chỉ có vài sản phẩm thôi.
Nhưng mà những cái sản phẩm đó thì theo các chị thì bên ngoài thị trường người ta bán nhiều không? Bên dưỡng thì sản xuất đầy luôn, các chị cứ tên bên B, bên Black nữa, các chị là nhóc luôn. Xe thì sản xuất đầy luôn, viên sủi thời điểm đó là Thái cũng đã đi làm một bán cái viên sủi đó. Bên dưỡng không gian có này các chị. Nhưng mà tại sao nó không hết các chị? Tại sao nó không cải thiện? Tại sao? Tại vì đó là hóa dược với các chị, đó là hóa chất tổng hợp trong ngành dược. Nó là những cái chất là có thể tương đồng về công thức thôi các chị ha. Các chị nhớ là những cái đó tổng hợp nên thì nó là tương đồng về công thức ha. Nhưng nó chưa chắc là nó sẽ phù hợp với cơ thể của mình. Hay người ta gọi cái tên đó là đồng phân đó các chị. Nó tương tự giống nhau thôi. Nhưng mà Thái trải nghiệm ở đây là các chị một thời gian Thái cũng không quan tâm tới sức khỏe, uống một thời gian tự nhiên mình nó hết luôn. Và Thái cũng biết tại sao nó hết. Và sau khi nhiều năm ở trong này thì các chị bắt đầu Thái trải nghiệm và Thái thực hành ngược cho mình. Thì Thái thấy là chính cái dinh dưỡng các chị mới nâng cao sức đề kháng của mình, thì mới có giúp cho mình khỏe mạnh được. Trước đây thì Thái cũng không có một cái quan điểm về chăm sóc sức khỏe, mà chỉ là quan tâm về gì đó là chữa bệnh thôi. Giống như các chị thấy là bệnh gì thì các chị cũng quan tâm đến cái việc chữa thôi đúng không ạ? Nhưng mà các chị quên đi cái việc đó là chủ động chăm sóc. Và ngày hôm nay thì thông qua cái buổi ngày hôm nay thì Thái cũng giúp cho các chị định vị lại mình đó các chị, định vị lại sức khỏe của mình trong môi trường này. Đó là các chị phải hiểu được 6 cái quan niệm chuẩn về sức khỏe. Bởi vì nếu như mình không có quan niệm về chăm sóc sức khỏe thì chắc chắn rằng ngày nào đó mình cũng sẽ vướng phải những cái căn bệnh. Ví dụ như một cái thói quen đó là uống rượu bia, mình uống thuốc lá hoài thì nó cũng sẽ gây bệnh tật. Thì ngày hôm nay Thái sẽ giúp cho các chị ha hiểu 6 cái quan niệm chuẩn về sức khỏe. Sáu quan niệm về sức khỏe các chị ha. Giả sử các chị nếu như ngày hôm nay mà các chị trúng một cái tờ vé số, trúng được 1 triệu đô la, các chị giống như trúng số Vietlott đi, mấy trăm tỷ các chị. Vậy thì ngày hôm nay là Thái cho các chị một số, đến ngày hôm nay chúng ta có một cái khoản đó là tài chính, đó là gì? 1 triệu đô la. Thế các chị nếu như các chị có nhiều tiền giống vậy, các chị sẽ làm gì ạ? Các chị sẽ làm gì? Mua nhà. Đây, mua nhà. Bởi vì nó có người mua xe đó không ạ? Làm gì? Báo hiếu. Rất là nhiều thứ các chị làm đúng không ạ? Nhưng mà các chị quên một cái bản rất quan trọng, đó là gì? Đó là các chị quên cái việc chăm sóc sức khỏe. Những cái người thành công ở trên thế giới các chị, người ta nói là gì? Nếu ngày hôm nay các chị kiếm được một khoản tiền dù nó nhỏ nha, thì các chị cũng dành ít nhất 40% khoản tiền đó để chăm sóc sức khỏe của mình, thì các chị mới có một cái sức khỏe có thể đi kiếm 60% mọi người. Nếu như các chị không dành khoản tiền để chăm sóc sức khỏe thì một ngày sức khỏe của mình nó các chị, ví dụ nó nằm ngang như vậy thì sao ạ? Các chị biết là sức khỏe là đại diện nên là các chị đó là con số 1. Mà một ngày đó nó sẽ nằm ngang như thế này thì các chị thấy sao ạ? Thì những cái con số 0 này nó có ý nghĩa gì không? Nhưng mà các chị đang dùng cái con số 1 là nè, các chị đi kiếm nhiều con số 0 ở phía sau. Cho nên một ngày nào đó nó nằm ở trong bệnh viện, nó chuyển dịch đó các chị, thì số tiền này nó cũng quay luôn. Cho nên ngày hôm nay sức khỏe của mình các chị, dù các chị làm bất kỳ ngành nghề gì thì các chị cũng nên ưu tiên sức khỏe của mình, đó chính là số 1. Cho nên ngày hôm nay thì người Việt Nam các chị có một cái xài hoài không có hết. Đó là cái gì các chị? Đó là cái kệ, nó ngày hôm nay hơi chiếc đầu nhẹ nhẹ kệ nó đi. Đau lưng nhẹ nhẹ thôi kệ nó đi. Mệt mỏi nhẹ nhẹ kệ nó đi. Mất ngủ hay sơ sơ kệ nó đi. Nhưng mà kệ đến một ngày các chị là nó sẽ rút luôn nha. Một ngày nào đó nó đi xuống vậy luôn này các chị. Là các chị thấy con số 1 nó lệnh thuộc vậy, nó có xài được không? Và người ta nói là gì? Nó đang đi xuống một cái con đường đó các chị. Vì ngang có 2 mét thôi, nhưng mà nó sâu là vô tận luôn đó các chị. Cho nên ngày hôm nay các chị, sức khỏe của mình là các chị nhớ là phải ưu tiên số 1 ha. Tất cả những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe của mình là phải ưu tiên số 1. Phải chăm sóc sức khỏe các chị. Tới trước đây là không có quan tâm đến vấn đề này, bởi vì mình chỉ biết là ngày hôm nay làm đi, kiếm tiền đi, khi nào bệnh có thuốc đi. Có
Có phải là khi các chị đi đau đầu, các chị uống một cái viên thuốc là các chị thấy nó nhanh không? Rất là nhanh luôn đó. Rồi cái thứ hai các chị, các chị phải dùng kiến thức để định hướng sức khỏe ha. Dùng kiến thức để định hướng sức khỏe các chị. Cái này ngày hôm nay là các chị, có phải là ngày hôm nay các chị á là bác sĩ cho các chị một cái đơn thuốc á, một cái đơn thuốc rất là chuẩn luôn, nhưng mà ngày hôm nay các chị uống 3 ngày các chị thấy các chị chưa có khỏe? Các chị nghe có một người hàng xóm nói là ngày hôm nay cái tô thuốc này nè, tôi bệnh giống anh đó, tôi uống cái tô thuốc này nè, nó rất là nhanh hết, sau một ngày hết á. Thì theo các chị mua đơn nào? Đơn của hàng xóm mua liền luôn, tại vì người ta nói ta đang uống hết đâu mà. Nhưng mà bác sĩ cho mình cái đơn, cái kỳ bác sĩ quên nói là các chị uống cái này hết. Các chị về tháng 3 ngày chưa hết. Nhưng mà tại vì bệnh của bệnh cho bệnh người đó có giống nhau không? Giống về cái tên đó các chị, nhưng mà trong cơ thể con người mỗi người nó sẽ khác nhau nha. Cái đáp ứng vì thuốc cũng sẽ khác nhau, cho nên đừng có chọn mua cái đơn của người ta. Các chị sáng thái mới đọc một cái đoạn video các chị, cái người này nè, người phụ nữ uống thuốc tránh thai 10 năm liên tục là tắc động mạch phổi hết luôn. Không biết làm gì uống 10 năm liên tục vậy. Một cái viên thuốc VTV1 đăng luôn đấy. Tại vì các chị phải có kiến thức các chị. Mà các chị không có kiến thức thì các chị nên nhờ những người có chuyên môn, những người có kiến thức hỗ trợ cho mình, thì các chị mới tin điều đó. Các chị không được nghe đâu. Bởi vì cái người có chuyên môn giúp cho mình mà, người ta có kiến thức mà. Vì cái kiến thức này quan trọng là các chị có biết thêm cái kiến thức đó là về sức khỏe của mình, về chính bên trong cơ thể của mình. Ví dụ ngày hôm nay các chị đau ở đâu các chị biết không? Biết. Cho nên ra ngoài cái biết đó, các chị đến hỏi bác sĩ tổng hợp cái kiến thức đó định cho chị một cái căn bệnh để được có cái thương để điều trị. Cho nên nếu như các chị biết được thì các chị có phải là đi trước cái việc phải đi khám bác sĩ để các chị tránh được rất là nhiều cái rủi ro. Thì một chút nữa thì thầy sẽ hướng dẫn cho các chị đi nhận biết khi cơ thể của bụi mình có vấn đề. Mà những cái dấu hiệu nó xuất hiện thì các chị biết là các chị đang thiếu cái gì, nguy cơ bệnh đó sẽ xảy ra là gì, thì các chị tránh được cái đó các chị. Nếu như mình không có kiến thức này nè, thì các chị sẽ dẫn phải 6 quả mìn của sức khỏe. Đó là gì? Đó là các chị sẽ phải đi trả viện phí cao. Và ngày hôm nay các chị thấy là VTV1 nó đăng là viện phí có thể lên đến 500k một ngày. Nhiều hay ít các chị? Rồi một lần khám sức khỏe của mình có thể tăng lên đến 500k cho một lần khám. Chưa kể gì chi phí khác. Nếu như mình có cái kiến thức về chăm sóc sức khỏe thì chị sẽ tránh được cái này rất là nhiều và hạn chế chi phí khác. Đó. Cái thứ hai các chị, đó là cái miền mà mình thai khớp đó các chị. Ví dụ như các chị có kiến thức về chăm sóc về xương khớp, có phải là các chị chăm sóc xương khớp mà tốt thì không có bệnh không? Không có bệnh thì không phải thai xương khớp. Ví dụ thai một cái khớp là chuyện gì? Có phải là cả trăm triệu không? Đó, nếu như chị có kiến thức thì các chị tránh được đó. Cái thứ ba là cái miền chạy thận đó các chị. Nếu như các chị có kiến thức về việc chăm sóc nội tạng của mình, chăm sóc gan, chăm sóc thận, chăm sóc tim thì các chị không phải yếu nha. Rồi cái kiến thức cái miền thứ tư đó là miền đột quỵ đó các chị. Đó là khi các chị đến những cái lớp như thế này, các chị có được kiến thức về bệnh tim mạch, thì chiều hôm nay các chị sẽ được nghe bác sĩ cùng chia sẻ với các chị về hệ thống tim mạch của mình hoạt động như thế nào. Các chị có kiến thức rồi, các chị sẽ tránh được cái việc mà các chị bị đột quỵ. Cái miền thứ năm đó các chị, đó là miền ung thư. Và ngày mai các chị đến đây, các chị biết được thực phẩm nào tốt, thực phẩm nào không tốt, cái nào nên dùng, cái nào nên tránh, thì các chị sẽ không bao giờ vướng phải những cái miệng này. Và cái cuối cùng, miệng cuối cùng là gì các chị? Miệng cuối cùng là gì? Đó là một cái quả miệng gọi là ung thư đó. Ung thư là cái quả miệng nặng nhất đó các chị. Đó là mình tránh được cái quả miệng ung thư thì các chị sẽ tránh được cái sự tử vong. Rồi, cái thứ ba đó các chị, đó là sức khỏe thì cần bảo dưỡng nha các chị. Sức khỏe cần bảo dưỡng. Các chị khi mà các chị mua một cái vật dụng gì đó mới và đắt tiền thì có phải là các chị sẽ ưu tiên cho việc bảo dưỡng không? Một chiếc xe máy các chị mua thì các chị bao lâu các chị đi bảo dưỡng ạ? Bao lâu các chị?
tới 6 tháng là hư rồi các chị. Đó, cho nên cái xe của các chị á, là không phải là các chị vừa mua ra là các chị đi dán, các chị đi ốp đồ để đừng có chạy bên trong. Một cái điện thoại các chị mua là các chị mua ốp lưng liền luôn, các chị dán mặt kiếm liền luôn, dán kiếm tiền lưng rồi đó mà. Nên tất cả những cái đó là cách mình bảo dưỡng cho các chị. Mà các chị phải làm liên tục giống vậy. Còn nếu như một cái xe mà các chị không bảo dưỡng thì chắc chắn là sẽ chạy không có bền các chị. À, xe mà thấy chạy với các chị là khoảng 3 tháng thôi, hoặc là 3.000 km. Nếu mà tháng nó chạy nhiều quá, chạy nhiều thì xem km, chạy ít thì xem số tháng, và mình phải thay nhớt. Bởi vì hết xăng thì các chị có thể biết nha, nhưng mà hết nhớt các chị biết không? Đó, khi mà khi hết nhớt thì xe nó hư luôn, cho nên cần phải bảo dưỡng định kỳ. Và các chị, nếu như các chị ai mua những cái xe Honda thì sẽ được những cái dịch vụ của những cái hãng xe, người ta chăm sóc rất là tốt không? Người ta điện định kỳ cho mình lúc đó, nó tới định kỳ bảo dưỡng này. Nhưng mà đối với bản thân của sức khỏe của mình là không có ai điện đúng không ạ? Không có ai nhắc nhở, cho nên các chị bỏ qua đó. Và ngày hôm nay các chị nên đặt cái điện thoại mình đi, mỗi sáng các chị bảo dưỡng, các chị ăn buổi sáng dinh dưỡng. Sáng là ten là phải tính chị uống dinh dưỡng, cái là các chị sẽ khỏe. Thế từ từ đó các chị, sức khỏe thì đến từ nhà bếp nha. Đến từ nhà bếp, không phải đến từ nhà bếp. Bởi vì sao đó chị? Bởi vì khi người ta bệnh, người ta mới dùng thuốc đó mà. Cho nên khỏe là phải ăn. Ví dụ như ngày hôm nay, nếu chị không cho các chị ăn 3 ngày, không có chị ăn 7 ngày thì các chị khỏe được không? Các chị sẽ không còn có thể là đói mà yếu ớt mà có thể không dinh nổi cái bột luôn đó. Rồi bởi vì sao? Bởi vì mình có sức khỏe là mình đến từ cái việc ăn uống các chị. Người ta nói mạnh vì gạo bảo vệ tiền thì mình ăn nhiều đó các chị. Chỉ có ăn nhiều mới khỏe thôi. Đó, nhưng mà người ta nói câu là gì? Nếu như mình bỏ ăn thì sao? Đó, cái người nào mà bỏ ăn là người đó gần đất xa trời đó. Có phải mà nghe con nói đó các chị, thì mình phải khỏe là phải ăn nhiều chứ không phải là uống thuốc nhiều nha. Và các chị có thấy người nào uống thuốc nhiều mà khỏe không? Người uống thuốc nhiều đồng nghĩa là người đó bệnh gì? Vậy thì người ăn nhiều tới người mới khỏe. Và người ta nói là cái người khỏe là ta ăn tô ta mới khỏe. Cái người nào ăn ít là cái người đó yếu đó. Cho nên sức khỏe mình đến từ nhà bếp. Và nhà bếp có phải là nơi cung cấp thực phẩm tốt nhất không? Và cân đối bữa dinh dưỡng các chị. Nếu như mà các chị không hiểu từ này là các chị, thì các chị đi ăn những cái thực phẩm kém chất lượng. Đó, nhà bếp là nơi cung cấp cái dinh dưỡng tốt nhất. Bởi vì một người phụ nữ gia đình các chị, nếu như không biết chọn được thực phẩm cho nhà bếp của mình á, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ba đời luôn các chị tin không? Các chị để ý nha, hai vợ chồng có phải là bình thường á, là có dốc dáng hình thể khác nhau, nhưng ở với nhau 5 năm, 7 năm, 10 năm bắt đầu có hình dáng giống nhau. Mà người ta nói là gì? Tướng phu thê đúng không ạ? Có phải không các chị? Nhưng mà tại sao giống nhau vậy? Tại vì nguồn thực phẩm là nguồn nuôi dưỡng và xây dựng cơ thể của mình. Mình ăn một cái nguồn thực phẩm giống nhau, nó sẽ cấu tạo nên giống nhau. Và người ta cũng nói là gì? Bệnh di truyền có phải là cha bệnh tiểu đường, con bệnh tiểu đường và cháu bệnh tiểu đường không? Không phải đâu các chị, mà đó là do mình ăn chung một nguồn thực phẩm thì khi có dấu hiệu bất ổn nó sẽ bất ổn giống nhau. Nhưng mà nếu như các con cháu của mình hai đứa sinh đôi nha, nó có chút gần giống nhau các bạn, nếu như để hai gia đình mình khác nhau nuôi thì chắc chắn sức khỏe khác nhau đó các chị. Và Thái thấy cái niềm tin đó các chị là Thái đi Thái Lan, Thái học cái tìm hiểu về dinh dưỡng về em quay ở Thái Lan các chị, thì ở bên đó người ta có một cái trường hợp rất là đặc biệt luôn, đó là hai anh em sinh đôi. Cái người em đó các chị thì làm em quay và dùng dinh dưỡng em quay 20 năm luôn đó. Còn cái người anh thì không làm quay các chị, thì sau 50 lại thì cái người anh nhắm trai thì còn rất là già thằng luôn đó. Còn người em rất là trẻ và rất là đẹp. Vậy thì dinh dưỡng mới nuôi dưỡng cho cơ thể của mình, mà dinh dưỡng được lấy từ thực phẩm trong nhà bếp của mình. Và ngày hôm nay nếu như thực phẩm không tốt thì cách duy nhất mà mình bảo dưỡng sức khỏe đó chính là bồi dưỡng bổ sung dùng. Được các chị? Rồi, cái thứ năm đó các chị, bác sĩ tốt nhất là chính mình ha. Bác sĩ tốt nhất là chính mình. Bởi vì sao các chị? Bởi vì mình đau ở đâu mình biết. Ví dụ là ngày hôm nay các chị đau cái chân, mà các chị đi gặp bác sĩ, các chị khám mình á,
các chị nói các chị đau tay thì bác sĩ khám ở đâu? Rồi chữa đâu? Chữa cái tay. Vậy thì ngày hôm nay mình biết ở đâu thì mình phải khai đúng ở đó thì bác sĩ mới biết mình định bệnh cho mình. Cho nên mình là người biết sức khỏe mình tốt nhất. Mình đau đầu, mình nói đau bụng thì bác sĩ khám được không? Cho nên mọi bất ổn bên trong cơ thể của phụ mình là bác sĩ của chính mình đó các chị. Là mình biết bệnh ở đâu làm gì thì mình khai người ta mới cho thuốc được. Đúng không các chị? Rồi cái cuối cùng đó các chị, đó là sức khỏe là tổng hòa của các yếu tố. Cái này nó giống như cái chân bàn đó các chị. Ví dụ như ngày hôm nay các chị có một cái bàn bốn chân. Đây, cái chân đầu tiên đó các chị, đó chính là tinh thần lạc quan các chị. Tinh thần lạc quan. Và các chị thấy là nếu như một người nào đó mà có bệnh rồi thì các chị nghĩ người đó lạc quan được không? Vậy thì làm sao mình sống được lạc quan các chị? Và người ta có một cái câu chuyện đó là gì? Đó là cái hai người bạn đi ngoài đường á các chị. À, có một cái con chim đang đi trên đường thì một cái con chim nó ị lên trên cái vai của người bạn kế bên. Thì người bạn mới cười, cảm thấy là vui vẻ và cười. Cái người bạn còn lại thắc mắc cho các chị, bởi tại sao con chim ị lên trên vai mà lại cười được? Thì mới hỏi người bạn mình tại sao mà con chim nó ị gì mà bạn mình có thể vui được. Thì người bạn mới trả lời là gì các chị? Tôi rất là vui vẻ bởi vì ông trời cho con chim nó có kích thước rất là nhỏ. Nếu mà con chim có kích thước mà con bò thì sao ạ? Thì có phải là gũi con các chị, cho nên tinh thần lạc quan là nghĩ dù trong trường hợp nào mình cũng vẫn nghĩ điều tốt các chị, là cái gì lạc quan được này. Cho nên á, ngày hôm nay một cái rất là nguy hiểm khi mà mình thấy một cái căn bệnh và mình cứ lấy cái căn bệnh đó mà mình suy nghĩ hoài về nó thì cái căn bệnh nó sẽ nặng hơn, bởi vì người ta nói là gì, tập trung vào cái gì nó sẽ lớn hơn. Đó, ví dụ như các chị có bệnh rồi nhưng mà các chị nghĩ bệnh hoài thì bệnh nó sẽ càng ngày càng nặng hơn chứ không nhẹ. Và ngày hôm nay để cho lạc quan được các chị, đó là ngày hôm nay khi mà các chị có bệnh các chị hãy thay đổi cách nghĩ. Đó là gì? Ngày hôm nay tôi có bệnh rồi, tôi uống cái viên thuốc và tôi sẽ hết, tôi ăn cái này vô tôi sẽ khỏe, tôi uống cái này vô tôi sẽ khỏe, thì nó sẽ ảnh hưởng tích cực lên cơ thể của mình các chị. Và nó sẽ giúp cho mình có được một cơ thể khỏe mạnh. Khi các chị suy nghĩ tích cực thì miễn dịch trong cơ thể của mình nó mới khỏe, nó mới thể chống lại bệnh tật được. Thấy các chị? Rồi cái thứ hai các chị, đó là vận động hợp lý. Vận động hợp lý, đó là khi mà mình muốn giữ cho sức khỏe mình tốt, các chị phải tập thể dục. Các chị biết là mình tập thể dục tốt không? Rồi ai sáng ai tập thể dục? Đâu ai sáng ai tập thể dục đâu? Tại sao mình không tập thể dục? Tại vì không có thời gian đúng không ạ? Không có thời gian tại vì lo đi kiếm tiền nè các chị. Đó. Các chị nhớ nè, bây giờ thì có rất là nhiều cái phương pháp thể dục với các chị ha. Các chị có học những cái bài thể dục mà ngay trên cái giường của mình mà có thể thể dục được. Đó là học những cái bài yoga mà các chị có thể tập thể dục được. Hoặc là mỗi ngày mình chỉ cần làm gì 5 đến 10 phút mỗi ngày thôi là hoàn toàn có một cái sức khỏe rất là tốt luôn đó các chị. Bởi vì khi các chị tập thể dục, cái gì vận động thì máu huyết mới lưu thông được, gân cốt các chị mới dẻo dai được. Mà người ta nói là gì, nếu như mà mình nằm hoài là một xương, là tại vì không nuôi được xương khớp, không vận động là không nuôi được xương khớp, không vận động là mạch máu không lưu thông được. Nhưng mà nếu như một cái người nào đó bị đau nhức xương khớp mà nặng quá kêu ta chạy bộ được không? Không, mà phải phù hợp lý với sức khỏe của họ. Thanh niên thì rất là khỏe, rất là dễ để chạy bộ được. Tái thời cái là kỳ mà thái còn học dụng các chị, ở lò 20 á, là cái lò 20 nó dài, là thời điểm đó thì nó mới xây thôi, chưa có nhiều nhà các chị. Thì thời đó thái còn rất là trẻ và các chị biết là mỗi sáng là các bạn học chung đó là chạy một vòng vô tới gặp 91B chị nha. Bữa nào cũng vậy, nhờ vậy đó mình cải thiện sức khỏe các chị. Còn nếu như không có vận động thể dục thì lúc nào mình cũng sẽ trạng thái yếu hết. Rồi cái thứ ba đó các chị, đó là nghỉ ngơi hợp lý ha. Đó là nó liên quan tới cái việc nghỉ và ngủ của mình đó các chị. Ví dụ như ngày hôm nay các chị ngủ, các chị biết là giấc ngủ sớm là tốt không? Vậy thì ai ngủ sớm rồi các chị? Ngày hôm nay ai ngủ sớm là ngủ trước 10 giờ là ngủ sớm đó. Cũng có vài người rồi các chị. Mình nghe bình thường mình mấy giờ mình mới ngủ? 11 giờ.
11 giờ vô mùng hay là 11 giờ ngủ? 11 giờ vô mùng nhưng mà cầm cái điện thoại 12 giờ mới ngủ. Đúng không ạ? Cho nên các chị giấc ngủ á là phải ngủ từ 6 đến 8 giờ nha. 6 đến 8 giờ đủ. À, ví dụ như các chị ngủ 12 giờ thì các chị có thể tính được cái chu kỳ ngủ của mình, miễn sao đủ 6 giờ là khỏe. Còn nếu như ai khó ngủ á các chị, ai khó ngủ thì nên ngủ sớm tí xíu để cho cái thời gian ngu ngủ á nó kéo dài tí xíu thì các chị sẽ có giấc ngủ ngon. Mà nếu như các chị khó ngủ, các chị ngủ trễ nữa là càng bị khó ngủ. Cái giấc ngủ này rất là hay nè các chị, không phải tự nhiên mình ngủ được đâu nha. Cơ thể mình á rất là thông minh, để giúp cho các chị ngủ được, cơ thể nó sẽ tiết ra một loại hormone gây ngủ. Có một cái loại hormone gây ngủ, khi mặt trời mà nó mất đi các chị là cơ thể nó sẽ tiết ra cái hormone gây ngủ. Thì các chị mới đi chơi giấc ngủ được đó. À, và khi mà các chị thức á thì nó cũng có một cái loại hormone, khi nó tiếp nhận ánh sáng là nó sẽ tiết ra cái hormone đó để cho các chị thức. Vậy thì khi mình bị rối loạn giấc ngủ các chị, không có nghĩa là mình uống thuốc ngủ là nó sẽ ngủ được. Uống thuốc ngủ là ức chế thần kinh thôi. Nhưng mà các chị uống điều tiết giấc ngủ thì các chị phải có đủ cái loại hormone này mới ngủ được. À, chứ không phải là mình uống thuốc là ngủ được đâu, mà nó có loại hormone đó các chị. À, nó có cái loại hormone để tiết ra giấc ngủ cho mình. Thì nếu như các chị nào mà muốn tìm hiểu sâu thì thấy sẽ trao đổi riêng với các chị đó. Nhưng đó là có một cái loại hormone gây ngủ. Vậy thì mình mất ngủ nhiều năm á là mình có loại hormone này nè. Một cái loại hormone gây ngủ nó sẽ tiết ra từ não, nhưng mà hormone gây thức nó tiết ra từ tiết trung thận. Và bản chất của hormone này nó chính là protein. Vậy thì ngày hôm nay các chị đã uống nhiều protein trong chai lai, các chị cũng sẽ rất là ngủ rất là dễ ngon hơn các chị. Đó. Cái cuối cùng á các chị mới là dinh dưỡng nha các chị. Cái cuối cùng là cái chim vàng là dinh dưỡng các chị. Là dinh dưỡng. Dinh dưỡng là gì các chị? Dinh dưỡng có phải là thức ăn không? Và dinh dưỡng là chất duy nhất được cung cấp thông qua thức ăn và nước uống. À, thông qua thức ăn và nước uống các chị ha. Cho nên ngày hôm nay dinh dưỡng là nó đến từ nhà bếp là gì đó, là phải từ thức ăn mà. Nhưng mà ngày hôm nay các chị nhìn lại đi, thức ăn và dinh dưỡng của mình nó còn cân đối được không? Rồi. Và các chị nào mà được là tự tin mình là cân đối được 4 cái chân bàn các chị. Cân đối được 4 cái chân bàn. Nếu giờ 4 cái chân bàn mà mất dinh thì sao? Nó sẽ không có vững các chị. Nó không có vững. Và chính không có vững nó sẽ có vấn đề về sức khỏe sẽ ngay. Bây giờ làm sao để cân đối này các chị ha? Thì Thái xin phép vượt qua cái phần thứ hai các chị ha, giúp cho các chị phân biệt được đó là giữa thuốc và thức ăn và dinh dưỡng khác nhau các bạn. Thuốc và thức ăn khác nhau như thế nào các chị? Nhớ chạy mà liên tục liên tục thuốc và thức ăn. Thuốc và thức ăn khác nhau như thế nào? Thuốc và thức ăn khác nhau như thế nào các chị? Có cô chú nào biết không? Cô có phân biệt thuốc và thức ăn không cô? Không luôn ạ. À? Cô uống thuốc không? Thuốc nha các chị. Thuốc thì giúp cho các chị giảm đau. Đúng không các chị? Bởi vì khi các chị đau đầu, các chị đau tay, các chị đau lưng, các chị nhức mỏi gì đó thì các chị uống một viên thuốc vô nó sẽ rất là nhanh để hết. Nhưng mà thức ăn nó làm gì các chị? Thức ăn làm gì? Thức ăn là để nuôi dưỡng và phục hồi cơ thể của mình. À. Vậy thì nếu như mà một người nào đó bị bệnh, uống thuốc giảm đau là hết bệnh chưa? Chưa chắc hết đó các chị. Nhưng mà nếu như có giảm đau mà có nuôi dưỡng tới thì sao? Thì mới hết bệnh. Ví dụ như người nào đó bị thoái hóa xương khớp, bị thoái hóa xương khớp thì các chị giảm đau đi, nhưng mà các chị phải ăn cái dinh dưỡng gì đó nuôi được xương khớp thì nó mới hết. Cho nên các chị chỉ cần phân biệt là gì? Thức ăn là nuôi dưỡng, còn thuốc là để giảm đau cho các chị. Tuy nhiên trong thuốc nó có nhiều nhóm gọi là hỗ trợ các chị ha.
đó, nhiều nhóm ví dụ như kháng viêm rồi này kia là đủ thứ hết. Nhưng mà cái chị chỉ cần nhớ là thuốc chỉ là giảm đau, giảm triệu chứng cho các chị. Để cho hết bệnh thì nhớ là phải nuôi dưỡng cái phục hồi nữa ha. Rồi cái thứ hai các chị, khi nào thì dùng thuốc, khi nào dùng thức ăn. Khi nào thì dùng thuốc, khi nào thì dùng thức ăn các chị. Khi nào thì dùng thuốc, khi nào mà dùng thuốc vậy con? À, khi có bệnh đó các chị. À, khi có bệnh mới dùng thuốc. Chứ có ai nói là tôi đang khỏe tôi uống thuốc không? Hoặc là tôi uống thuốc để tôi khỏe à? Các chị nhớ là khi có bệnh mới dùng thuốc. À, bệnh gì? Bệnh gì? Đó là khi bệnh cấp tính các chị ha. Có bệnh cấp tính là phải dùng thuốc á. Ví dụ như ngày nay không có dùng thuốc, bệnh cấp tính là không có điều trị được các chị. Cấp tính tức là nó sẽ rất là cấp bách để mà hỗ trợ sức khỏe. Nếu không có thuốc là sẽ tử vong á. Cho nên ngày hôm nay phải dùng thuốc trong bệnh cấp tính. Thứ hai bệnh gì? Đó là bệnh lây nhiễm đó các chị. Những cái bệnh lây nhiễm có thể từ lây từ người này qua người kia, nếu như không có thuốc chặn lại thì nó sẽ lan truyền rất là nhanh luôn. Rồi cái thứ ba đó là bệnh truyền nhiễm các chị. Bệnh đau nhức hay là bệnh đau nhức các chị, đau nhức là phải dùng thuốc nha. Nếu như mình không giảm đau được thì mình đau quá không đủ làm việc được. Chứ bệnh đau nhức là phải dùng thuốc. Bệnh lây nhiễm hay là bệnh truyền nhiễm các chị là phải dùng thuốc. Ví dụ như bệnh cảm cúm nó rất là dễ lây từ này sang người khác, phải có kháng sinh để chặn. Nếu không có thuốc kháng sinh là nó sẽ lây từ này qua kia hoài không hết. Đó. Bệnh cấp tính là đối với bệnh ví dụ như tim mạch cấp cứu đột quỵ nó phải có thuốc. Đó. Rồi bệnh nào dùng thức ăn, dùng thức ăn khi nào, đó là bệnh mạng tính các chị ha. Bệnh mạng tính không lây. Bệnh mạng tính không lây giống như là gì? Mình bị nó, mình lưu bút mạng đỏ đó, bệnh béo phì, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh xương khớp. Những cái bệnh đó xảy ra khi mình có rối loạn về dinh dưỡng các chị, hay là rối loạn về miễn dịch thì mình phải dùng thức ăn các chị, phải dùng thức ăn lâu dài, phải điều trị kéo dài thì nó mới hết được. Trong này có bệnh là các chị cấp tính không lây nè, thì có tiểu đường nè, có tim mạch nè, rồi có béo phì nè các chị, và bao nhiêu thôi. Cái bệnh giống mà tính không lây nè, không lây, không hết nhưng mà nó sẽ không chết, nó kéo dài hoài đó các chị. Đó là mình phải điều trị mạng tính, là điều trị kéo dài. Nên là các chị hiểu được cái này nè, khi mà các chị biết được phân biệt ha. Cái thứ ba là gì các chị? Thức ăn thì có mấy loại các chị? Ai nói hai vậy? Mới nghe nói các chị hai loại là gì các chị? Có hai loại các chị ha, đó là xăng và nhớt. Thấy lấy ví dụ các chị xăng và nhớt lấy ví dụ cho chiếc xe để các chị có thể dễ hiểu ha. Ví dụ như các chị chạy một chiếc xe máy hết xăng các chị biết không? Rồi hết nhớt khi nào các chị biết? Khi xe nó đứng là luôn các chị mới nhớ đúng không? Đó là lý do các chị phải bảo trì, đó là phải thăm xe, thăm khám xe mình thường xuyên các chị. Bởi vì xăng là sao? Xăng là một cái lượng là các chị phải dùng nhiều, hay gọi là đa lượng, đó là các chị dùng nhiều đó các chị. Các chị phải dùng nhiều nó mới đủ đó. Còn nhớ là gì? Đó là thuộc cái giống vi lượng, dùng ít nhưng không thể thiếu các chị. Một chiếc xe các chị tốn tiền xăng nhiều hay tiền nhớt nhiều? Tại vì xăng là các chị nó hao rất là hao, mà nhớt thì lâu lâu mới thay lần. Nhưng mà không có nhớt thì xe chạy được không? Đó, không có xăng thì biết liền đúng không ạ? Khi nào thì các chị biết cơ thể các chị hết xăng? Khi đói. Sáng sớm nếu như các chị không ăn sáng thì tí xíu thì sao?
nói và vung tay vung chân đó là cái gì hết cái cục đường, chứ nó là cái gì hết cái cục đường rồi đó. Cho nên người ta mới nói là gì, nói vung tay vung chân đó là cái gì hết cái cục đường. Cục đường là đại diện cho một chất mà các chị phải ăn nhiều nhất một ngày. Đây có thách dịch vụ quý vị các chị, thì người ta nói là mình phải ăn từ 50-60% lượng chất bột đường một ngày. Tức là 100g thực phẩm các chị phải ăn được 50-60g chất bột đường. Vậy thì một người đang bị tiểu đường, bác sĩ có cho ăn đường không? Cho ăn chứ. Nhưng mà ăn sao? Ăn làm sao để đường đừng có dột lên cao quá mà cũng đừng thì thiếu đường. Tức là các chị phải chia nhỏ bữa ra đó. Nếu như không có chất bột đường thì sao? Thì giống như xe không có xăng thì sao? Thì không chạy được. Cho nên phải ăn mà chia nhỏ bữa các chị. Mà phải kiểm soát một số loại thực phẩm quá nhiều đường. Ví dụ như sầu riêng hay là mít hay là bãi gì đó. Những cái loại quá nhiều đường các chị kiểm soát chứ không phải không ăn nha. Đó, đây là cái chất lượng xăng mà không có là thiếu là không được. Rồi một cái chất đa lượng thứ hai đó là gì? Đó là chất đạm. Chất bột đường này các chị ăn từ tôm, mì, bún, phở, khoai móc ra nó ra chất bột đường. Đạm thì các chị ăn từ thịt, cá, trứng, sữa, trứng và các loại hàng. Đó là trong thức ăn của mình đó các chị, đó là các loại hàng. Rồi một cái chất nữa là gì? Đó là chất béo. Chất béo này thì có trong dầu ăn và có trong mỡ và có trong một số loại trái cây béo. Ví dụ như dừa, dầu dừa rồi đó các chị. Hoặc là trong bơ đó thì có nhiều chất béo này. Vậy thì khi nào thì các chị thiếu đạm thì thiếu, Thái sẽ chia sẻ các chị. Khi nào các chị biết là các chị đang thiếu đạm. Rồi vi lượng thì còn có gì các chị? Còn có nhóm đó là vitamin và nhóm khoáng chất và nhóm dưỡng chất thực vật. Khi nào thì các chị biết các chị thiếu vitamin? Thì chút xíu Thái sẽ chia sẻ các chị khi nào mình biết mình sẽ thiếu vitamin. Khi nào các chị biết các chị đang thiếu khoáng chất thì Thái sẽ chia sẻ các chị khi nào mình biết mình thiếu khoáng chất. Và thức ăn là có hai loại các chị ha, nhớ có hai loại, đó là xăng và nhớ. Thì cái này không thể thiếu được các chị ha. Mỗi một chất, mỗi một loại nhóm chất này nó có vai trò nhất định trong cơ thể của mình, không thể thiếu. Ví dụ như một ngày đó mình thiếu C thì sao? Đó. Rồi câu thứ tư các chị ha, cá bô với mừng trời. Rồi tại sao mình phải bổ sung dinh dưỡng các chị? Câu thứ tư là tại sao phải bổ sung dinh dưỡng? Tại sao phải bổ sung dinh dưỡng? Thái gặp rất là nhiều khách hàng các chị, đó là ngày hôm nay tôi ăn đủ rồi, tôi đâu cần bổ sung dinh dưỡng. Thì theo các chị mỗi ngày các chị ăn mỗi ngày các chị có ăn đủ dinh dưỡng không? Tại sao biết? Tại vì ngày hôm nay thông qua cách nuôi trồng và cách chế biến thực phẩm của mình các chị là biết mình ăn không đủ. Thế chứ? Đó là lúa ngày xưa mình trồng bao lâu? Lúa ngày xưa là trồng bao lâu? 6 tháng. Lúa ngày hôm nay thì sao? Lúa này có 3 tháng à? Tại sao mới nhanh vậy các chị? Tại sao nhanh vậy? Là tại vì ta dùng thuốc kích thích. Khi một cái loại thực phẩm nào đó, một cái loại cây ăn trồng nào đó mà cây trái nào đó mà các chị trồng nó quá nhanh thì nó không có đủ thời gian để lấy dinh dưỡng ở trong đất. Nên từ từ nó bị thiếu đi các chị. Ngày xưa nếu như thực phẩm ngày xưa người ta nói là gì? 90% là dinh dưỡng, 10% là chất xơ. Thì ngày hôm nay nó vượt lại. Các chị ăn một cái loại thực phẩm nó rất là tươi, rất là ngon, nhưng phần lớn là 90% là chất xơ, nó còn có 10% là dinh dưỡng. Và các chị thấy một số nơi là người ta trồng rau sạch không? Trồng rau sạch thì trồng ở đâu các chị? Trồng thủy canh là trồng ở trong nước. Thì trong nước có nhiều dinh dưỡng trong đất không? So với đất không? Không. Và nếu như các chị muốn trồng cây có dinh dưỡng thì sao? Là các chị bón hóa học, mà bón hóa học thì nó không phải là sinh học. Vậy thì ta chỉ trồng dưới nước thật là làm cho cây của chị thấy ngon, nó rau nó tươi nó non thôi, nhưng thật ra không đủ dinh dưỡng các chị. Không có đủ dinh dưỡng ở trong đất. Cái thứ hai các chị thấy là heo ngày xưa thì các chị nuôi bao lâu mới vô được tạ? Một năm. Heo ngày nay thì sao các chị?
Theo ngày nay người ta cứ cắt là còn có 3 tháng thôi. Một năm người ta nuôi được 4 lứa, người ta thể xuất chuồng người ta bán được. Thì tại sao con heo lớn nhanh các anh chị? Tại vì thuốc tăng trọng, dùng một cái loại thuốc để tăng trọng đủ nó lên cho nó lớn nhanh. Và các chị thấy là phần lớn là thuốc tăng trọng sử dụng cả những cái con nuôi trồng dưới nước luôn, ví dụ như cá luôn. Các chị ngày hôm nay các chị mà mổ ra một cái con cá đi hồng á, cái bụng cái lườn cái đó thôi là nó hai cục mỡ là bự, thậm chí con cá lóc, thậm chí lươn cũng nuôi các chị. Con gì cái gì cũng nuôi hết à. Thì chính cái nuôi này nó dùng thuốc tăng trọng cho nó lớn nhanh nhưng nó cũng không đủ dinh dưỡng. Ngày xưa thì người ta nói là bò ăn cỏ đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay các chị biết là con bò thức ăn không? Con bò nó ăn thức ăn lâu rồi đấy. Cho nên ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều dùng thực phẩm hết, dùng thức gọi là dùng thức ăn chăn nuôi hết. Và là vô tình cho mình ăn một miếng thực phẩm có thể ngon nhưng mà lại thiếu dinh dưỡng. Thiếu một ngày không sao nha, thiếu một tháng không sao, nhưng thiếu một năm là có sao đâu. Thiếu hai năm, thiếu ba năm, thiếu năm năm. Một người nào đó đi gặp bác sĩ nói là ngày hôm nay mình bị loãng xương. Nha, loãng xương bây giờ là loãng xương nè. Thì các chị đã thiếu canxi trước đó 4 tới 6 năm rồi nè. Một người nào đó ngày hôm nay đi khám bác sĩ nói là mình bị bệnh tim mạch nó bị cao quá đó. Thì các chị đã bị trước đó ít nhất từ 5 tới 15 năm rồi. Cái quá trình nó gây bệnh đó, nó kéo dài giống vậy đó các chị. Thì thêm nếu các chị một người bệnh giống vậy thì các chị phục hồi lại, các chị phục hồi trong bao lâu? Trong bao lâu? Thì ít nhất cũng phải kéo dài 6 tháng cho lên các chị. Nhưng mà có nhiều người nói là ngày hôm nay muốn cho tôi giúp cho tôi hết liền à. Hết liền được không? Không được các chị. Phải có thời gian cho cơ thể nó phục hồi mới được. Cho nên các chị uống dinh dưỡng hay các chị uống bất kỳ loại thuốc gì, các chị đừng có mong muốn nó nhanh. Bởi vì càng nhanh thì sao? Càng không có tốt. Ví dụ như các chị uống thuốc ba ra đủ liều, nó có thể nửa tiếng sau, một giờ sau nó phát huy tác dụng. Nhưng các chị uống liều cao thì trong vòng 5 phút thì cái nào độc hơn? Liều cao nó sẽ độc hơn. Đó cho nên chị đừng có mong muốn, đừng có hôn hút với các chị ha. Rồi, cái thứ năm là gì? Tại sao phải dùng Nutrilite các chị? Tại sao phải dùng cái thương hiệu Nutrilite này? Nutrilite là một cái dòng thương hiệu về dinh dưỡng số 1 trên thế giới các chị. Đó là số 1, tại sao là số 1? Đó là bán chạy số 1. Một cái sản phẩm mà không tốt thì các chị nghĩ nó bán chạy được không? Phải tốt cho nên nó bán chạy được số 1. Và số 1 là nhiều người dùng nhất đó các chị. Một cái chương trình khuyến mãi của em quay ra thôi phải trong 5, 10 phút, 20 phút là nó đã hết một số lượng rất là lớn. Và thường xuyên là không mua được các chị, không mua được khuyến mãi đâu. Bởi vì số lượng dùng nó không. Số 1 là các chị. Thì các chị biết là Thái tìm hiểu về dinh dưỡng. Thì từ những cái thời đầu tiên các chị là người ta sản xuất rất là thô sơ nha, dưới dạng CEO thôi. Thì giống trước đây Thái làm nhiều thời gian, Thái cũng có làm dạng CEO đó là để bổ sung vitamin khoáng chất cho trẻ em, CEO cho trẻ em đó các chị. Thì đó cách để mình nạp và dinh dưỡng. Như ngày hôm nay các chị uống những cái dạng viên ngon không? Nó rất là nhỏ, nó rất là gọn mà các chị có thể xách đi khắp nơi. Bởi vì đó là sự cải tiến liên tục của Nutrilite các chị. Mà giúp cho ngày hôm nay các chị nạp một lượng dinh dưỡng rất là nhỏ thôi nhưng đủ đấy, rất là đủ chất, một cái viên nhỏ thôi. Cái thứ hai nữa là lâu đời nhất các chị. Một cái thương hiệu mà liên tục đó, lâu đời nhất là 80 năm rồi các chị. 80 năm. Một cái thương hiệu mà liên tục cải tiến 80 năm thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều những cái thương hiệu gần đây. Bởi vì ta có kinh nghiệm trong việc liên kết chất dinh dưỡng cũng như là tạo ra cái sản phẩm mà tốt nhất cho mình đúng không các chị. Và có thể nói là Nutrilite là một trong những cái sản phẩm về dinh dưỡng đa dạng nhất cho các chị. Sắp tới các chị có thể là các thấy có những viên về nhân sâm đó các chị. Có những cái viên về có thể cung cấp cho các chị là cả những cái viên tỏi nữa. Và Thái thấy trên thế giới là Nutrilite nó có các chị thấy. Chỉ chờ thời gian về Việt Nam mà. Và nó có khoảng 200 loại sản phẩm đó, từng hàng ngàn các chất dinh dưỡng các chị. Cho nên khi các chị ăn Nutrilite là các chị ăn đủ chất hết trơn, không thiếu gì chẳng hạn. Rồi cái nữa là gì các chị? Duy nhất đó là có nông trang hữu cơ các chị ha. Nông trang hữu cơ là gì các chị? Đó là người ta canh tác theo cái phương thức đó là không sử dụng phân bón hóa học ở trên đó.
giống như trước đây là các chị, có phải ở Việt Nam mình trước những năm 90 có phải là mình dùng toàn là những cái gì đó là hữu cơ không? Cái gì dùng phân cơm, phân chuồng này kia, các chị đi tưới cây, các chị đi bón cây mà. Nhưng mà ngày hôm nay thì các chị thấy nó tiện lợi, đó là phân bón hợp với tiện lợi mà mình đã lạm dụng nó đó các chị. Và ngày hôm nay nó làm cho đất đai của mình đó các chị nó bị gọi là bạc màu, nó thiếu đi chất dinh dưỡng. Đó cho nên ngày hôm nay khi mà mình muốn cho lâu cơ thì các chị phải cho đất nó nghỉ ngơi, nó nghỉ ngơi nó mới tái tạo vùng đất cho lại được. Nhưng mà ngày hôm nay canh tác của Việt Nam thì không có thời gian để nghỉ ngơi luôn. Lúa các chị trồng 3 mùa đâu có thời gian đất nó nghỉ. Rồi ví dụ như đất trồng cây ăn trái là các chị cây gọi là rau củ quả trái cây mà mình bán đó các chị, thì các chị canh tác liên tục chứ cái gì đâu có nghỉ đâu. Cho nên ngày hôm nay đất mình bạc màu, mà người ta nói về đất bạc màu là con người bạc chất. Và khi con người bạc chất thì bệnh tật chắc chắn nó sẽ kéo đến các chị, bởi vì thiếu chất. Và đó là năm câu hỏi các chị để cho giúp các chị phân biệt được đó đâu là thuốc, đâu là thức ăn, khi nào cần dùng thuốc, khi nào cần thức ăn. Đó vậy thì các chị biết mà, bệnh gì cũng phải ăn nha các chị ha. Bệnh gì cũng phải ăn hết, nhưng mà bệnh gì nhẹ thì dùng thuốc nhẹ, dùng bệnh gì nặng dùng thuốc nhiều mà. Cho nên các chị không thể là lấy dinh dưỡng thay thuốc nha. Nghe các chị ha, các chị nhớ là không dùng dinh dưỡng thay thuốc. Đó, nhưng mà thuốc thì không thay được dinh dưỡng. Thuốc nó sẽ có vai trò của nó, dinh dưỡng và sẽ có vai trò của dinh dưỡng. Và các chị biết là trong một cái bệnh viện hay một cái khoa điều trị nào đó, ta đều có hai khoa hết. Đó là khoa điều trị và khoa điều dưỡng. Bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ dinh dưỡng người ta phải đồng hành với nhau các chị. Nó không thể nào lấy cái này bỏ cái kia nha. Có một số người đang bệnh cao huyết áp, các chị chỉ uống dinh dưỡng các chị nó hơi bỏ thuốc huyết áp là không được nha. Các chị đang bị tiểu đường, các chị dùng dinh dưỡng các chị bỏ thuốc tiểu đường là không được. Mà các chị phải uống đến khi nào dinh dưỡng cơ thể có chị nạp đủ nè, cơ thể các chị khỏe lên cái gì giảm thuốc từ từ các chị mới bỏ được. Không thể cưng các chị ha. Rồi đó là năm câu hỏi. Cái cuối cùng là nó giúp cho các chị tìm hiểu các dấu hiệu thiếu hụt về dinh dưỡng đó các chị. Dấu hiệu thiếu hụt về dinh dưỡng. Các dấu hiệu thiếu hụt về dinh dưỡng. Cái đầu tiên các chị, đó chính là protein. Protein là gì các chị? Protein đó là một cái tên tiếng Anh, mà tên tiếng Việt của mình đó là chất đạm ha. Hay chất đạm hay là chất nạc đó các chị. Đạm hay là cái phần thịt nạc. Nói cái nạc thì các chị sẽ dễ hiểu hơn, đó là cái thành phần thịt cơ bắp của mình. Thì cái đó là khi trong đó nó có thành phần protein rất là nhiều. Mà trong cái protein này nè các chị, nó có khoảng 20 loại nha các chị ha. Đó là 9 loại là thiết yếu đó. 11 loại không thiết yếu. Thiết yếu tức là không thể thiếu các chị ha. Thiết yếu là không thể thiếu. Nếu mà các chị thiếu là nó không có cấu tạo nên cơ thể mình được. Ví dụ như chữ thái nè. Ví dụ ở đây mình có 1000 chữ T, 100 chữ H, 10 chữ A, 1 chữ Y và không có dấu sắc. Thì theo các chị thì biết được bao nhiêu chữ thái? Bao chữ? Không biết được chữ nào luôn. Đúng không? Cho nên ít nhất nó phải có một phần ở trong đó. Vậy là nếu như trong thực phẩm của mình là các chị trong chín loại thiết yếu mà là thiếu một loại là mình sẽ không biết nơi nào trong cơ thể của bụng mình không được tổng hợp nữa. Nếu như thiếu một ngày không sao, thiếu một năm không sao, nhưng thiếu nhiều năm là có vấn đề. Cho nên cái việc nạp thiết yếu là nó quan trọng hơn các chị ăn loại thịt gì. Đó, cho nên các chị ăn cái gì cũng được, miễn sao đủ loại thiết yếu là được. Đó, nó sẽ có ba cách để mình ăn. Cái thứ nhất là mình ăn thịt bò. Trong thịt bò là tương đối đủ 9 loại đấy các chị. Và thịt bò là một trong những thực phẩm gọi là đủ đạm nhất và đạm cao nhất. Cái thứ hai các chị, đó là mình ăn thông qua dung dịch. Đó là gì? Đó là các chị thấy người ta vô bệnh viện người ta chuyển nước vàng vàng không? Đó là ăn nằm đó các chị. Ăn thịt bò là ăn ngồi, ăn nằm. Còn uống dinh dưỡng có thể đứng mình uống được. Uống dinh dưỡng được chứ ai uống đạm không thể nằm được. Thì nó thế nào? Rồi, dấu hiệu thiếu hụt đó các chị. Dấu hiệu thiếu hụt đầu tiên
đó là các anh chị, cái cơ bắp của các anh chị á, nó sẽ bị tê cơ á. Cái người nào đó mà thiếu đạm là cái chị cơ bắp nó sẽ xuống. Cho nên á, để cho một người nào tăng cơ bắp, người ta khuyên ăn cái gì? Ăn nhiều thịt nạc đi để làm tăng cơ bắp lên. Thì cái người nào mà cơ nhỏ tức là không có thể mà thiếu đạm nữa. Các chị một chút xíu nữa nè, chưa các chị ra, các chị vào trong siêu thị, các chị thấy cái cân đo không? Trong đó có cái cân để người ta ước lượng các lượng cơ và lượng mỡ thể của mình có đủ không. Cái cân đó rất là hay luôn đó các chị, đo gần như là tương đối chính xác. Và các chị ăn dinh dưỡng một thời gian, các chị nạp một thời gian, các chị sẽ tăng cơ lên và thấy cơ bắp của các chị sẽ săn chắc hơn. Rồi teo cơ. Cái thứ hai là các chị, đó là chảy xệ. Đó, thiếu đạm là chảy xệ hết. Các chị thấy là mặt chảy xệ, da chảy xệ, còn mấy cái chỗ khác cũng chảy xệ luôn á. Nhưng mà chảy xệ nó xấu đó các chị. Nếu như các chị ăn đủ đạm nè, chỗ nào nó săn nó cần săn, nó lớn nó cần lớn, nhỏ nó cần nhỏ lại. Đó, các chị uống đủ đạm đi, bụng các chị sẽ nhỏ lại, bởi vì nó sẽ giảm mỡ, nhưng nó sẽ tăng cơ lên, nó sẽ làm cho săn chắc cơ thể mình lên. Đó, protein là một thành phần cấu tạo nên collagen, elastin dưới da của mình các chị, cho nên các chị ăn nhiều đạm thì săn chắc da lại, săn chắc cơ thể. Phụ nữ sợ với chảy xệ đúng không các chị? Đúng. Đó, nhưng mà các chị uống dinh dưỡng đủ đi nó sẽ săn lại. Uống cái này nhiều là ông uống bà khen, bà uống ông khen, được các chị. Thiếu đạm thì các chị sẽ có những cái trạng thái đó là rất là uể oải các chị, rất là dễ mệt mỏi. Tại sao? Tại vì nó là thành phần cấu tạo chính nên tế bào hồng cầu của mình đó các chị, tế bào máu đỏ đó. Nếu như các chị không có đủ đạm thì những cái tế bào hồng cầu nó sẽ cấu thành không có tốt, và nó sẽ không có, gọi là cái không có vận chuyển có oxy cho cơ thể mình tốt. Lúc nào cũng trong một cái trạng thái được gọi là thiếu năng lượng. Thiếu năng lượng nó sẽ uể oải hoài luôn này. Và đặc biệt là những cái kháng thể không được hình thành. Cái kháng thể là giúp cho các chị có một cái sức khỏe mạnh hay không, đó là phụ thuộc vào kháng thể nè. Nhưng mình rớt hoài trong cái trạng hợp này nè, nó là uể oải hoài luôn. Đó. Rồi một cái nữa là dấu hiệu là gì? Teo cơ dễ sợi quể quải đó các chị ha, đó là cũng biến ăn đó các chị. Một cái người nào đó thiếu đạm rất là dễ bị biến ăn, bởi vì á nó hình thành ra một cái enzyme kích thích thành ăn ngon các chị. Cho nên các chị thấy là những người nào mà có sức khỏe kém tí xíu rồi đó, đó là ăn uống thiếu rồi ha, là biến ăn dữ hơn, là gì không ăn thịt luôn, không thèm ăn thịt luôn. Mấy đứa trẻ không ăn thịt cũng vậy đó, cái sức khỏe rất là kém mà nó biến ăn hoài thôi. Nhưng mà khi các chị nạp đủ đạm đi, cái enzyme mà chích thích ăn ngon nó sẽ tiết ra nhiều, các chị cảm thấy ăn được và các chị ăn ngon ha. Đây là bốn cái dấu hiệu cơ bản các chị có thể thấy được này. Và đặc biệt đó là uể oải, là không phải trường hợp các chị thiếu máu, các chị bị xét nghiệm máu đó các chị cũng có thể nhận biết được. Đó là bốn cái dấu hiệu cơ bản đó các chị có thể biết được ha. Biết ăn uể oải là mệt mỏi buồn ngủ rồi đó, là mình có dấu hiệu mình thiếu đạm rất là nhiều luôn. Rồi cái thứ hai các chị, cái thứ hai đó là vitamin C. Thấy thử tính cho các chị ha, tính cho các chị thấy là nếu như các chị ăn thử coi đủ đạm không các. Thế giới này, ví dụ như nhu cầu mà các chị 10kg nha, các chị cần 10g đạm, 10g đạm nha. Nếu như các chị 50kg thì các chị cần 50g đạm một ngày các chị ha. Nếu như các chị ăn thịt bò thì trong 100g thịt bò này nó có 5.8g đạm. Nếu như các chị cần 50g thì các chị ăn khoảng 1kg thịt bò thôi. Đây các chị, thì các chị có ăn để tự tin là mình nạp 1kg thịt bò đó có 50g đạm không? Đó. Cái thứ hai là các chị yến xào. Dạ. 100g yến xào là các chị, nó có từ 50 đến 60g đạm nha, 50-60g đạm. Nếu như các chị nào tự tin ăn một ngày ăn 100g yến xào đó, tiền hả? Không có tiền, bây giờ thấy cho các chị đủ tiền uống rồi đó, ăn luôn đó.
Nhưng 100 gram là bao nhiêu cái tổ đó chị? 20 tổ không? 12 tổ. Vậy thì một lần cái chị ăn hết 12 tổ không? Cái chị ăn chừng 2 tổ là cái chị đã ngán nè. Đúng không ạ? Không phải ngán tiền cho các chị có tiền ăn đâu đó. Nhưng mà không có nổi đâu. Ngán. Dạ. Cái thứ ba đó, đó là chai dịch truyền. Một chai dịch truyền các anh chị 250ml nè, thì nó có 7.9g. 7.9g nha. Các anh chị nào đã từng ăn cái đạm này rồi, có sẽ có một vài người ăn đó các chị. Đó là khi mình cảm thấy mệt mệt, mà mỗi cái đi là bác sĩ truyền mình chai cái mình khỏe lên. Thấy có người khách hàng á, vậy đó, kêu uống gì nữa không uống nha. Nhưng mà mỗi lần thấy mệt mệt hỏi đâu, thành cho bệnh viện làm gì? Đi truyền dịch. Có thể người ta sẽ truyền mình gluco để cho mình có năng lượng. Đôi khi người ta có truyền đạm cho mình nè. Lần các chị thấy là cái này nè, ăn một lần là bao nhiêu tiếng? 3 đến 4 tiếng đồng hồ thì sức khỏe mà nhỏ. Nếu các chị khỏe, khỏe nhiều á, thì các chị truyền nhanh, còn các chị mà yếu nữa thì truyền chậm. Ta nói là một cái chai này người ta ăn từ bình minh tới hoàng hôn đó các chị. Rồi nếu như mà các chị cần 50g thì các chị chuyển mấy chai? Thì các chị chuyển ở đây có phải là 7 chai không? Chuyển 7 chai sao chuyển nổi? Đó. Rồi đối với cái protein của mình đó các chị, protein á, thì ở đây là một muỗng là 10g. Đó, một muỗng 10g đó các chị. Thì các chị truyền, ở các chị ăn đó 50g là bao nhiêu? Là có 5 muỗng thôi. Các chị ăn 50g chỉ có 5 muỗng thôi. 5 muỗng này các chị lắc lên các chị uống rất là khỏe. Nhưng mà các chị ăn lắc cái này là các chị uống nhiều khỏe, nhiều có tiền, mà thậm chí các chị còn đẹp nữa. Cái người mà vô truyền dịch thì da lúc đó đẹp hay xấu? Đó. Cho nên các chị lựa, có thể lựa chọn một trong các loại thực phẩm các chị ăn. Kia các chị biết dấu hiệu rồi đó. Thiếu hụt rồi các chị biết cách lựa chọn các chị ha. Cái thứ hai các chị là sẽ giúp cho các chị hiểu thiếu hụt của vitamin C ha. Cho nên cái vấn đề gì là bệnh tai. Thứ hai đó là vitamin C các chị ha. Vitamin C, các chị nghe nhiều không các chị? Vitamin C các chị nghe nhiều không? Khi nào? Không phải là từ khi có Covid đâu. Trước đó thì rất là nhiều người không chịu quan tâm đến cái chất này đó các chị. Nhưng mà từ khi có Covid, bắt đầu truyền thông người ta kêu với các chị phải ăn nhiều cam chân bít bưởi này. Ăn rất là nhiều vô để làm gì? Để tăng sức đề kháng của mình. Vậy thì dấu hiệu khi nào mình thiếu hụt sao mình biết các chị? Dấu hiệu thiếu hụt đó là gì? Là gì? Cái gì nghe cái từ chó mà cắn không? Là gì? Đó là những cái dấu bầm dưới da ta như chi của các chị đó. Đó là xuất huyết dưới da đó các chị. Nhưng mà dưới da mình gọi là chó ma cắn, đó là thành ra là nó xuất huyết dưới da. Tại sao mình xuất huyết các chị? Bởi vì khi các chị thiếu vitamin C nè, là cái mạch máu mình nó kém bền đi và nó rất là dễ bị vỡ nè. Cho nên á, là mình thấy dấu hiệu chó ma cắn là mình nên nạp vitamin C đi, chứ không phải là đợi cái gì ha. Hỏi đi tìm con chó coi nó nằm đâu đó. Còn đi kiếm rất là nhiều luôn các chị. Trước đây thì bác thấy ở nhà là mỗi một lần thấy bầm bầm thì lên cứ nói chó ma cắn mà. Nên không phải là đó là xuất huyết dưới da. Nhưng các chị biết là thiếu vitamin C nhiều rất là nguy hiểm. Đó là không chỉ bất bầm dưới da của các chị đâu. Các chị thấy là tình trạng mà chảy máu trên cam không? Cũng thiếu vitamin C đó, chảy máu cam thấy không? Chảy máu cam vô dỗ cái cho nó hết. Nhưng mà nếu như các chị không đạt đủ vitamin C là nó bị hoại đó. Nhưng mà nó nguy hiểm hơn là gì? Đó là xuất huyết bao tử hoặc là xuất huyết nội tạng. Có những cái trường hợp mà xuất huyết cái đường ruột đó các chị, mà mình đi tiêu phân đen hoài mà nó huyết, đó là thiếu máu đó. Từ từ nó bị thiếu máu trầm trọng luôn. Và do chỉ cần một thiếu vitamin C. Cái thứ hai đó là các chị, da thì bị sạm nám. Đó, da của các chị bị sạm nám là tối màu đi. Bởi vì cái khả năng đó là
gốc tự do cái tiền, những cái chất oxy hóa trong da mình nó nhiều, trong máu rồi nó nhiều đó, mình dùng cái này nè, mình thiếu cái này là nó sẽ mất đi cái khả năng chống gốc tự do, chống là cái chất oxy hóa, thì da của mình sẽ bị xạ nám các chị. Thứ hai đó là da của mình cũng bị chảy xệ luôn, do mình chia sẻ bởi vì vitamin C hình thành collagen dưới da là các chị đó, dưới da nếu như ngày hôm nay thiếu cái này thì nó không hình thành đủ sợi collagen, thì bắt đầu nó bị đứt gãy bởi tia nắng, bởi ánh nắng mặt trời các chị, nó làm cho chảy xệ da của mình. Da mặt thì nhìn thấy những chỗ khác cũng chảy xệ luôn đó các chị ha, nhiều chỗ lắm đó, cho nên ngày hôm nay da chảy xệ. Thứ hai đó là cái gì, dễ bị cảm cúm các chị. Hai người đi dưới mưa thì một người về bị cảm cúm ho liên tục và người cũng bị. Trong cái mùa Covid thì cái gì cũng rất là thấy nhiều người ta sẽ gọi là ta đem tập trung không đó, tập trung không, nhưng mà tại sao có người bị bệnh, người cũng bị? Bởi vì chỗ này nè, đó là kháng thể của mình các chị. Vitamin C là một chất tạo nên kháng thể bên trong cơ thể của mình. Vậy thì một người nào dễ bị cảm cúm, dễ bị bệnh là do cái này nè các chị, đó là thiếu vitamin C. Các chị chỉ cần nhìn qua thì cái dấu hiệu cơ bản này các chị biết, dấu hiệu số 1. Nhưng mà cái dễ biết nhất đó chính là thiếu vitamin C, đó là dấu hiệu xuất huyết này. Và các chị thấy đó là những người bị tiểu đường là thường bị dấu hiệu này nhiều nhất luôn. Đó, người bị tiểu đường là các chị xem 1 và 5 sao họ bầm với da vậy chứ nhiều lắm luôn các chị. Đó là 4 cái dấu hiệu cơ bản ha. Rồi, thấy cho các chị một cái ví dụ nha. Nếu là các ngày hôm nay các chị không dùng vitamin C nè, thì các chị dùng thực phẩm gì? Để các chị tìm gì? Cam. Thì ít nhất là các chị phải dùng 500 gram cam, nó bằng với 1 viên C thôi nha. 1 viên C, 1 viên C của mình là 250mg. Thì khi các chị dùng 500mg đó thì nó ta mới ly chích được cái vitamin C bằng với 1 viên C của mình là 250mg. Một ngày các chị uống 4 viên C thì các chị phải ăn đầy gấp 4 lần. Các chị tự tin mình ăn nổi không? Cái thứ hai, nếu các chị dùng chanh á thì là 600g chanh. Tại vì trong chanh nó nhiều axit cho nó ít C các chị. Cái vị chua đó nó nhiều axit cho nó ít C, cho nên các chị phải dùng 600g chanh bằng 1 viên C. Nếu như các chị uống 4 viên thì các chị tăng này lên 4 lần. Các chị hai thích uống nước chanh. Thứ ba là các chị dùng bưởi nè, thì khoảng 900g bưởi đó. 900g bưởi sẽ có được một cái lượng C tương ứng với 1 viên C 150mg. Nếu như các chị uống 4 viên thì sao? Tăng này lên 4 lần đó. Nếu như các chị nào tự tin nói là tôi ăn uống đủ thì các chị ăn vậy nha. Rồi, cái thứ ba đó các chị, đó là vitamin E. Vitamin E, vitamin E các chị nghe nhiều không? Đó. Ngày xưa Thái sản xuất cái này nè các chị, đó là viên nang mềm. Ở trong dược các chị là sản xuất cái viên này nè, nó dạng dung dịch nha. Và tất cả những cái dạng vitamin E trên thị trường các chị đều thấy ở dạng dung dịch hết. Nhưng mà ở đâu có một dạng vitamin E viên nén các chị? Đó là của Nutrilite. Trên thị trường không sản xuất được cái viên đó. Và Thái khi mà biết Nutrilite nè, Thái đẹp cái ý tưởng này về bên dược cái sản xuất á. Nhưng mà ta tốn tiền quá trời, ta làm tạo ra được. Mà Thái cũng không biết tại sao công nghệ Nutrilite có thể đem một cái dạng dầu vô trong cái dạng viên nén được luôn á. Bởi vì công nghệ nó quá tốt luôn. Tại vì khi mà dầu cái chị bỏ vô cái bột gì nó cũng nhão nhẹt, cái chị không nén thành viên cứng được. Đó là ta thí nghiệm, ta làm rất nhiều dạng bột luôn nhưng không nén cái dạng viên cứng được các chị. Nhưng mà ở đây nó đem vô cái viên cứng được. Và khi các chị nghiền nó ra cái dạng hòa vô nước thì dầu thì nó sẽ xuất hiện ra. Nó rất là đặc biệt luôn. Và tất cả những cái dược sĩ bên đó người ta nghiên cứu hoài, em được tốn tiền là nghỉ luôn. Sản xuất dạng dung dịch luôn đó. Rất là hay luôn đó các chị. Đó, còn vitamin E này chịu chứng thiếu hụt là gì? Đó là da của các chị á, đó là nó sẽ xuất hiện nám cái tàn nhang các chị. Những cái lớp sậm dưới da của mình á, nó nổi lên trên da mặt của mình, thì lúc đó mình cảm thấy là da của mình nó có vấn đề này các chị. Đó là cái khả năng chống oxy hóa trong những cái mô mỡ
thì da của mình phần lớn là mô mỡ nè, mà e thì nó chống oxy hóa, chống gốc tự do trong các mô mỡ. Mà khi mà mình nó thiếu vitamin E thì nắng nó chiếu qua là các gì, môi trường nó tác động lên mà nó không có đủ vitamin E để tạo kháng thể chống lại thì nó sẽ nổi lên cái nắng, đó là melanin, những cái chất đó là tạo ra để kháng lại những cái tác hại từ bên ngoài lên da của mình đó các chị. Nó rất là tốt nhưng nó chỉ thiếu thẩm mỹ thôi. Và vitamin C với vitamin E này người ta gọi là một cặp bài trùng, gọi là nữ hoàng của sắc đẹp. Khi mà các chị dùng cặp đôi này là bảo đảm da của các chị sẽ đẹp. Cái dấu hiệu thứ hai các chị, các chị thiếu E rất là dễ bị rối loạn nội tiết tố các chị. Nội tiết tố nội tiết tố này sẽ làm cho sinh lý nam với nữ mình bị suy giảm. Và người ta nói là gì, thiếu vitamin E rất là dễ cái giai đoạn là bốc quả các chị, bốc quả thời kỳ tiền mãn kinh thì rất là dễ thì cái này là cho thiếu vitamin E ha. Cái nữa là gì, đó là bị hư cái tế bào thần kinh thì có loạn chức năng của thần kinh đó. Có loạn tế bào thần kinh đó các chị. Tại vì thiếu vitamin E là tế bào thần kinh mà nó rất là dễ bị gốc tự do tấn công và nó sẽ làm cho tế bào thần kinh mình bị rối loạn ha. Cái nữa đó các chị, cái dấu hiệu vitamin E là gì, giảm thị lực, cái này mình nhớ. Tại vì sao các chị? Bởi vì cái tế bào hình quay trong con mắt của mình là cái gì? Tế bào tiếp nhận ánh sáng. Nó rất là dễ bị oxy hóa tại vì ánh sáng xuyên qua đó. Ánh sáng xuyên qua đó để tiếp nhận ánh sáng để nó nhận diện được hình ảnh nó bên ngoài. Và thiếu vitamin E nè là cái thị lực nó suy giảm rất là nhiều luôn. Đó, giảm thị lực này. Cho nên ngoài cái việc mà vitamin A hỗ trợ cho mắt nha, các chị nhớ một chất hỗ trợ cho mắt mình đó là vitamin E, hỗ trợ rất là tốt luôn. Vitamin E. Rồi, nếu như ngày hôm nay các chị nói là ngày hôm nay tôi không sử dụng Nutrilite thì tôi sử dụng thực phẩm á, thì theo các chị thì các chị dùng cái gì để các chị đủ vitamin E? Đủ gì? Các chị bình thường nghe nói về E có trong gì? Trong gì? Thứ nhất là trong đậu phộng. Trong đậu phộng mà các chị ha, một viên E của mình đó các chị là 400 ui nha. Mà nếu cái dùng đậu phộng nó cung cấp đủ nè thì nó là tầm khoảng 4.2 thì bằng một viên E. 4.2 đậu phộng. Nhưng mà thấy thế là các chị á, cái này có thể ăn được là tại vì du học các chị đem đậu phộng cho các chị nha nè, được không? Bình thường nếu như các chị dùng hàng hướng dương á, hàng hướng dương nhiều không thì các chị tầm khoảng 1.2 đó, 1.2 hàng hướng dương đó. Rồi nếu như các chị dùng hàng thành nhân nha thì nó tầm khoảng 1 ký đó, thì bằng cái 1 viên E. Còn các chị ăn cái dạng mè đó, mè thì nó tầm khoảng 2 kg mấy. Mè nó rất là nhỏ để các chị nó dùng nhiều lắm. Nhưng mà cái này là công ty nó so sánh cho mình đó các chị. Đó, công ty so sánh mình để mình biết là một cái viên nó vậy. Rồi các chị cứ đặt tự tin không? Ăn đủ đó các chị, nếu thì các chị ăn đủ số lượng thì các chị sẽ có đủ cái gì mình ăn. Rồi rồi tới canxi các chị ha. Canxi, dấu hiệu thiếu hụt canxi, các chị nghe chắc này quen không các chị? Canxi có đâu? Canxi có đâu? Canxi thì có rất là nhiều trong các cái loại thực phẩm mình luôn các chị. Bởi vì tất cả những cái loại thực phẩm đều trồng ở trên đất, thì bất kỳ loại thực phẩm nào trồng trên đất đều có thành phần canxi trong đất, chỉ có là nhiều hay ít thôi.
tất cả những cái động vật có xương là đều có canxi hết. Tất cả những cái động vật mà có cơ á là đều phải cần canxi hết, đều có canxi hết. Cho nên canxi là có mặt trong hầu hết tất cả loại thực phẩm mình ăn. Và canxi cũng là một cái chất hoạt động nhiều nhất bên trong cơ thể con người của mình. Nếu thiếu canxi có thể ảnh hưởng đến 147 loại bệnh bên trong cơ thể con người của mình. Đó là một chất hoạt động nhiều nhất của các chị. Nói cũng cần canxi, đi cũng cần canxi, ăn cũng cần canxi, ngủ cũng cần canxi. Mà canxi là một chất hoạt động nhiều nhất bên trong cơ thể con người của mình. Thế thì dấu hiệu đầu tiên thiếu là gì các chị? Dấu hiệu thiếu canxi là gì? Giòn bẻ hay là chuột cút đó các chị. Đó, đây là giật thịt đó, mái nắp rồi đó. Nó trùng một cái cơ chế. Đó là thiếu canxi là nó sẽ bị giòn bẻ. Và các chị thấy nè, cái dấu hiệu này là dễ biết nhất nè. Chuột cút là các chị cút nó là đau không? Vậy thì cái giòn bẻ này các chị nó nguy hiểm lắm đó nha. Đó không phải là một cái đơn thuần đâu. Bởi vì giòn bẻ nó chỉ xuất hiện trên cơ thôi. Ví dụ cơ bắp, cơ tim, cơ đường ruột. Bởi vì một khi mình đã bị giòn bẻ cơ bắp thì nó sẽ có nguy cơ giòn bẻ ruột và giòn bẻ tim. Mà bác sĩ thường gọi trường hợp này đó là thiếu hụt canxi tạm thời đó. Và nếu mà thiếu nhiều nữa thì sao? Hạ canxi thì sao? Là xỉu luôn. Đó là một thiếu quá nhiều đó các chị. Còn mình thiếu ít là mình bị giòn bẻ thôi. Mình bị mái mắt nè. Thế các chị thì dịch con mắt trái thì cái con mắt phải là con mắt nào hơn? Mắt nào? Dịch con mắt nào nó cũng xui chứ á. Tại vì nó thiếu canxi. Thiếu canxi đó các chị. Rồi, thiếu canxi dấu hiệu gì? Đó là các chị bị mất ngủ và rất là căng thẳng thần kinh. Đó, mất ngủ đó các chị. Bởi vì canxi là một cái chất ổn định thần kinh của mình. Cho nên khi mà các chị thiếu canxi nhiều quá là các chị không ngủ được. Đó, canxi là một chất hỗ trợ cho chức năng của thận. Thấy các chị tiến tượng thận rất là tốt luôn. Mà tiến tượng thận thì mới tiết ra được cái hormone giấc ngủ. Cho nên lý do tại sao các chị nói là ngày nay tôi uống nhiều canxi tôi mới ngủ được là tại vì nó ổn định được thần kinh của mình, nó tiết ra được cái hormone này, ổn định được giấc ngủ của mình này. Nhưng mà tại sao người phụ nữ dễ bị thiếu canxi hơn nam các chị? Thứ nhất đó là kinh nguyệt hàng tháng của các chị đó là nó bị mất canxi. Cái thứ hai đó là sanh con thì tất cả những cái canxi có trong người mẹ nó chuyển qua người con hết. Cho nên người ta nói có một cái câu là đàn ông xương trắng đàn bà xương đen, là tại vì canxi nhiều thì xương mình trắng, mình lấy hết canxi rồi thì nó sẽ đen. Cho nên người phụ nữ á là rất là dễ bị những cái trường hợp là nhiều hơn nam. Cho nên á các chị đừng có trách cái người nam vô người ta đủ người ấy, tại vì người ta đủ canxi là cũng ngon thôi. Cái này là hạ canxi là bị xỉu các chị ha. Cái người nào mà thiếu canxi thường khi mà thiếu liều cao là xỉu hoài luôn đó. Cho nên này, cái trường hợp này nè, mình đừng có đem người ta đi cạo gió thôi các chị. Thấy người ta xỉu nên đi cạo gió luôn hiểm lắm nha. Đây người này đang bị hạ canxi là hạ cái áp luôn, tụ cáp luôn đó. Mà các chị cạo gió là xuất huyết không? Cạo gió là tình trạng gây tác động lên cơ thể người mình là xuất huyết dưới da đó, còn nguy hiểm lắm đó. Đừng thấy xỉu đi cạo gió. Cho nên các chị trường hợp này các chị cho uống nước đường và các chị uống canxi là nó sẽ phục hồi trở lại thôi. Thế đừng có đi cạo gió các chị ha. Dấu hiệu thiếu canxi đó là cái gì? Chị quên nè. Nhiều lắm các chị, canxi là nó có khoảng vài trăm cái dấu hiệu vậy đó. Cho nên nhiều lắm, thấy tổng hợp cho các chị một vài cái thôi. Tê tai đổ mồ hôi, cái đó là cái gì? Đó là dấu hiệu dễ lắm. Tê tai nè, đổ mồ hôi tai. Đây, các chị nào mà cầm cái tai của mình lên mà nó lạnh hoài luôn ha, nó lạnh, nó không có nhiệt độ ấm, đó là các chị biết là các chị đang thiếu canxi. Trường hợp nặng là nó đổ mồ hôi tai hoài luôn. Rồi ai bị tê tai tê chân là các chị dấu hiệu thiếu canxi nhiều nè. Đó, cô bị tê hả?
dạ, tê tay tay chân đó, tê tay tay chân nè, nên là tê bị tay chân là mình chứng canxi, cho nên đây dấu hiệu rất là dễ giải quyết luôn đó. Rồi thiếu canxi, thêm cái gì thì mình ăn canxi, thì mình ăn cái gì, thực phẩm gì cho đủ canxi, cua đúng không? Thêm cái gì nha, con cua là canxi nằm trong vỏ hay nằm trong thịt? Nằm trong vỏ mà, đúng không các chị? Mình ăn cua mình ăn thịt ăn vỏ, vậy thì canxi nó được. Cái chị ăn rất là ít canxi, sò thì cái canxi nằm trong vỏ sò chứ không có nằm trong thịt sò, nên là mình ăn cái thịt nó cũng có chút xíu canxi hả? Mà các chị biết là trong cái bôi ăn đó các chị, cái bôi ăn chậu hồi xưa là người ta làm từ vỏ sò đó, cho nên cái người ăn chậu cao hồi xưa là ăn ta chắc là tại vì ăn trong cái vỏ đó. Nhưng mà ta lấy ví dụ cái gì dễ hiểu nhất là đó là người ta nói là 99% canxi nằm trong xương, 1% canxi nằm trong máu. Đó. Có phải là cái gì bằng cái con cá ra, cái gì chặt cái đầu đi là máu 1% trong máu, canxi 1% trong máu nó mất hết. Rồi mình ăn con cá đó, mình ăn thịt, mình bỏ xương là bỏ luôn 99% luôn. Đó là lý do tại sao lúc nào mình cũng trong trạng thái thiếu canxi hết, không bao giờ đủ hết. Và không thể nào mình tự tin là mình có thể ăn đủ canxi đâu. Cho nên trong đông y người ta có một cái bài thuốc để mà nạp canxi cho mình, đó là cao hổ cốt đó. Nhưng mà ngày hôm nay cao hổ có cốt thì xương cốt của con hổ không còn để cho mình làm cao hổ cốt nữa. Đó, và bây giờ các chị cũng không ăn trầu cao đó, các chị không có nạp đủ canxi. Và cái canxi nhiều nhất trong thực phẩm của mình đó chính là nước mắm. Nước mắm người ta làm từ cát lon đó các chị, con cát lon thì xương nó nhỏ à, và nó rất là dễ bị phân rã ra để có thể làm nạp canxi cho mình. Thứ hai là trong con cá con rất nhiều đạm, và các chị ăn cái nước mắm nó có nhiều đạm, nhiều canxi. Nhưng mà ngày hôm nay các chị ăn nước mắm gì? Nước mắm đó là một cái chất điều mà chất tạo mùi, chất tạo mùi cho các chị thôi, chất điều vị thôi. Nó đâu có còn nhiều cái canxi, nhiều đạm giống trước đây nữa. Các chị là ngày xưa người ta đi làm đấy, người ta uống một chén nước mắm nữa không là nó đủ canxi. Bây giờ mình lấy chén nước mắm mình uống coi. Đúng không? Cho nên ngày nay mình không đủ canxi các chị. Đó là lý do buộc mà mình phải nạp canxi thường xuyên, phải đủ canxi thường xuyên. Rất là may mắn cho các chị nào mà trước 40 tuổi mà các chị hiểu cái điều này, các chị nạp cho cái canxi cho khối xương mình ở một cái khối lượng đặc nhất, cao nhất, chất lượng nhất, thì các chị có thể sống được 100 tuổi. Các bạn tự có cái tiền như điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì có phải là xương cốt các chị tạo máu không? Mà xương cốt các chị khỏe thì tạo máu tốt thì các chị sống 100 tuổi là khỏe thôi. Nhưng mà bên trước 40 tuổi nha, tại vì sao 40 tuổi là xương của các chị bắt đầu lão hóa, các chị bắt đầu khó hóa. Đó, sau 40 tuổi là các chị duy trì được là tốt đó, chứ các chị không thể đặt giống như trước 40 tuổi được. Đó là cái tuổi thọ của xương mình 60-40 tuổi là sau 40 tuổi nó sẽ giảm dần đi. Cho nên trước 40 tuổi các chị hãy nạp thật là nhiều canxi, nhiều cái chất lượng xương tốt nhất các chị. Đó. Rồi cái nữa các chị hãy ăn chất cuối cùng các chị. Quả chất tiếp theo đó là chất sắt các chị ha. Sắt. Cái chất sắt là mình nghe nhiều không các chị? Sắt có phải là một chất tạo máu không? Một chất tạo máu thì mình là chất chính để tạo máu các chị. Nếu mà có sắt là có máu. Đó. Cho nên chất sắt này nè có nhiều trong thực phẩm. Rồi nếu mà dấu hiệu tiếp sắt là gì các chị? Đó chính là da các chị sạch sao nhợt nhạt. Đó. Da sạch sao nhợt nhạt các chị. Bác sĩ hay khám bệnh nhân là gì? Dành con mắt hay nhìn để làm gì các chị? Đó là nếu như dưới cái mắt của mình là cái gì đặt ra đây các chị xem dưới này nó nhạt, nó nhợt với nó màu xanh đó các chị, là các chị đang bị thiếu máu. Mà thiếu máu thì đồng nghĩa bên cạnh đó mình đã bị thiếu sắt. Nhưng mà trong máu có nhiều chất lắm các chị ha, máu cũng phải có đạm, cũng phải có đồng, cũng phải có chất béo nha. Nhưng mà trong cái công thức máu thì chất sắt là chất chính. Cho nên thiếu sắt là thiếu máu, nhưng mà mình uống sắt không thì chưa chắc đủ máu nha. Tại máu có nhiều thành phần.
Cho nên ngoài cái việc mà các chị nói là mình đang bị thiếu máu, mình bổ sung máu nó không là không đủ mà phải bổ sung nhiều nữa, trong đó có đạm nữa thì mới đủ rồi các chị. Đó, khi mà các chị thiếu sắt là nó sẽ có dấu hiệu này ha. Thứ hai là các chị bị uể oải, các chị bị mệt mỏi. Đây là dấu hiệu mà các chị nào mà ngáp hoài luôn đó là các chị bị thiếu sắt á. Đấy, nó cung cấp oxy. Sắt này nè, nó sẽ cung cấp oxy trong cái công thức máu đó, nó nuôi cơ thể của mình để tạo năng lượng. Mà các chị ngáp tức là các chị đang thiếu năng lượng, hay là thiếu oxy, hay là thiếu oxy não, thì đó là các chị biết là mình đang bị thiếu sắt. Các chị đang ngáp cái chị uống sắt lên đi, mà các chị sẽ giảm tình trạng rất nhiều đó. Rồi, thiếu sắt là thiếu máu mà các chị ha, thiếu máu. Cái này rất là dễ các chị, các chị đi xét nghiệm cái là các chị biết các chị có đủ máu không. Còn cái đơn giản nhất là các chị đo chỉ số huyết áp đó, thì các chị biết các chị có thiếu máu hay không. Cái chỉ số tâm trương mà các chị thấp hơn tiêu chuẩn là các chị bị thiếu máu ha. Tâm trương với các chị, một cái dấu hiệu thiếu sắt nữa là cái gì? Khó thở nè, khó thở, nhịp tim nhanh hết chứ các chị, nhịp tim sẽ nhanh, khó thở, nhịp tim nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì thiếu sắt tức là thiếu máu. Mà các chị biết là ví dụ nha, các chị có 100 tấn lúa, mà bây giờ á, mỗi một xe chở được 1 tấn thì các chị 100 xe chở 100 tấn là đủ không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay các chị thiếu xe, các chị có 70 xe, các chị chở 100 tấn thì sao? Thì buộc các xe nó phải quay vòng nhanh hơn để chở cho đủ 100 tấn đó. Thì khi các chị thiếu máu nè, lượng oxy đi chở cho có thể các chị đủ xài thì các phải nhanh lên, thì giúp cho các chị nhịp tim nhanh lên để tuần hoàn máu nhanh mới đủ luôn cho có thể buộc. Cho nên thiếu sắt là đấy, vì nhịp tim nhanh khó thở là tại vì thiếu oxy. Mình thiếu oxy là mình sẽ cảm thấy khó thở ha. Rồi nếu cho các chị ăn thực phẩm nào có sắt các chị? Thịt nào? Có nhớ là trong thịt đỏ là có sắt các chị ha. Trong thịt đỏ là rất là nhiều sắt. Nhưng mà có một số những người á, là ăn chay hoặc là ăn kiêng á, không ăn thịt là thiếu sắt. Con thịt là thiếu sắt các chị. Cái thứ hai là trong các loại rau ha, trong đó có rau muống các chị. Rau muống rất là nhiều sắt, nhưng mà để cho các chị nè ăn được cái rau muống này và lấy được sắt nhiều á, các chị luộc xong các chị nên nhớ nặng miếng chanh lên thì các chị mới lấy được sắt nhiều nhất các bạn. Các chị có hỏi không, thắc mắc không, tại sao phải nặng chanh? Tại nặng chanh giúp cho cái sắt nó chuyển hóa thành những cái sắt dễ hấp thụ qua đường ruột của mình. Giống như các chị uống sắt, các chị uống C kèm theo thì rất là dễ hấp thụ qua đường ruột. Đó, giống như nói từ sắt 2 qua sắt 3 qua sắt 2 đó, đó là dễ hấp thụ. Thì các chị uống đây, cái gì này là các chị nặng chanh vô nó dễ hấp thụ ha. Đó. Rồi một cái dấu hiệu nữa các chị ha. Rồi chất cuối cùng đó là chất kẽm. Thứ sáu đó là kẽm các chị. Kẽm này các chị nghe lạ hơn đúng không ạ? Ít nghe bác sĩ nói đúng không ạ? Nhưng mà nếu là các chị nào mà con nhỏ các chị mà nó biến ăn thì các chị sẽ nghe nhiều. Bác sĩ sẽ nói bệnh gì? Thiếu kẽm. Và hãy tìm những cái loại thực phẩm gì bổ sung kẽm cho trẻ. Vậy là thiếu kẽm là cái đầu tiên đó, các chị thấy là dấu hiệu biến ăn rồi đó. Biến ăn kể cả người lớn của mình uống nha. Ví dụ như mà mình thấy là lúc nào đó mình không có thèm ăn, đó là mình thiếu một cái loại enzyme kích thích ăn, trong đó có thành phần kẽm, một loại enzyme kích thích ăn. Thiếu kẽm thì không hình thành cái enzyme đó được, đó mình sẽ bị biến ăn. Cái thứ hai là rất là dễ bị ghẻ lở. Rồi viêm gào này các chị đó, bị ghẻ lở, bị gào của mình đó. Thì các chị nhớ là trong cái trường hợp này thì mình nhớ là mình đang bị thiếu kẽm, nên cái da mình nó mất sức cái đề kháng này các chị, mất sức đề kháng. Rồi cái nữa là gì, cái này rất là quan trọng luôn, xử lý cái kẽm đi. Cho nên các chị thấy là những người đàn ông á các chị,
có phải là gặp bác sĩ ta khuyên mình gì? Ăn nhiều con hào đi để có nhiều kẹo, để có sinh lý tốt, đúng không ạ? Rồi cái nữa là gì? Sản phẩm của Nutella có hai sản phẩm cung cấp kẽm và rất là nhiều. Đó là gì? Lớp viên Daily, và sau này có một sản phẩm mới là gì? Đó là cái viên cung cấp kẽm hay là viên phổi cái gì? Đó là hỗ trợ chức năng miễn dịch phổi đó, thì cũng thành phần kẽm rất là cao. Bởi vì nó có khả năng tăng miễn dịch cho mình luôn. Cho nên trong quá trình chia sẻ các chị, thì chia sẻ lớp viên ra có một câu chuyện rất là vui. Đó là khi mà thấy chia sẻ về lớp viên thì nó hỏi là trong những cái trường hợp là các chị nào mà có bị sinh lý kém mà kể lỡ không, thì ai cũng nói là không có các chị. Nhưng mà tới cuối giờ có một người khách lại hỏi là hồi đầu giờ thấy là chú nói cái sản phẩm gì đó mà chị kể lỡ đó, có thể bán cho tôi được không? Đó, đó là sản phẩm quý của Daily các chị, cho nên sức khỏe mà nó thông qua những cái sản phẩm này sẽ cung cấp chất dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe cho mình. Dinh dưỡng không chữa bệnh các chị ha, nhưng mà nếu không có dinh dưỡng thì nguy cơ bệnh rất cao. Bởi vì thiếu đầu tiên thiếu máu, thiếu C là bị xuất huyết, thiếu E là bị sinh lý kém, là thiếu canxi là bị loãng xương, bị nhức mỏi tay chân, thiếu sắt thiếu máu. Từ những cái thiếu đó, thiếu nhiều chất thì sinh ra bệnh, nhiều thiếu ít thì bệnh. Cho nên ngày hôm nay cách duy nhất để phòng bệnh đó là dùng dinh dưỡng này các chị ha. Ở đó nội dung mình thấy chia sẻ với các chị sáng ngày hôm nay, xin cảm ơn tất cả các chị. Và để giúp cho các chị hiểu